Mấy cái tên quái vật robot nhà các ngươi, các ngươi đến thành phố của chúng ta làm gì? Ở đây chúng ta không chào đón các ngươi đâu. Chúng ta là những tay tần quỷ dạ xoa mạnh nhất cái hành tinh này. Hôm nay chúng ta đến đây để sớm chiếm cái thành phố này. Một lũ quái vật yếu ớt như các ngươi mà cũng đòi có thành phố đẹp ư? Thành phố này bây giờ sẽ là của chúng ta. Các ngươi dám chê chúng ta yếu ư? Các ngươi không biết anh cameraman của chúng ta vô cùng là mạnh ư? Ba người cũng không bằng cái móng chân của anh ý đâu. Có nhất thiết người phải tâng bốc ta lên mây xanh vậy không? Đúng đấy, đàn em của ta nói đúng đấy. Ta vô cùng mạnh, các người mà không cuốn xéo vào đây là ta đấm cho một phát là vỡ hết mồm đấy. Vậy để ta xem sức mạnh của người đến đâu mà đàn em của các người tới bốc người ghê vậy. Xem nắm đấm của người lợi hại hay là móng vuốt trên tay ta lợi hại hơn. Các người xem chiêu thức của ta đây. Cho cái gì vậy? Mấy con quỷ ra xoa này chúng mạnh quá. Tiếng sáng màu xanh của ta cũng hề ấn gì bọn chúng cả. Tất nhiên rồi, với sức mạnh toàn cơ của ngươi còn tiêu chúng ta ư? Hắn ta yếu như thế này mà mấy cái tên này tớ mốc ghê vậy. Đại ca, bây giờ chúng ta tiêu diệt con này luôn chứ? Không ổn rồi, bọn chúng định tiêu diệt ta. Ta phải chạy thôi. Các người cứ đợi đấy, ta sẽ còn quay lại để trả thù các ngươi. Chúa tể, hôm nay ngày tập trung chúng tôi tới đây làm gì vậy? Thiên hạ vô cùng là loạn lạc. Chúng ta cần một người thống trị cái hành tinh này để bảo vệ nó. Bọn quái vật sờ kỳ bi toilet, bọn chúng ngày càng đông và hung hãn, tàn ác. Chúng ta phải tìm ra một người anh hùng để giúp cái thế giới này thoát khỏi cảnh lâm than. Chúa tể đã chọn ra được vị anh hùng nào chưa? Ta mà đã chọn được một vị anh hùng can đảm để bảo vệ cái thế giới này thì ta còn tập hợp các người đấy làm gì nữa? Ủa, cái gì? Ta đang ở đâu đây? Chúa tể, vừa có một kẻ lạ mặt xâm nhập thành phố của chúng ta. Cái gì? Thành phố của chúng ta lại có người xâm nhập được ư? Chắc chắn đây không phải là người thường rồi. Có thể hắn ta chính là vị anh hùng mà chúng ta cần tìm kiếm. Nhưng đại ca ơi, hắn ta bị đánh trọng thương rồi, làm sao mà có thể là vị anh hùng được? Đúng vậy, vị anh hùng là phải mạnh mẽ, can đảm, sức mạnh phi thường chứ. Còn cái tên này thì bị tiêu diệt rồi. Hắn ta tuy có yếu một chút, tuy nhiên lòng can đảm và sự gan dạ của hắn ta có thể giúp hắn ta trở thành một vị anh hùng. Về sức mạnh thì ta sẽ bán cho cậu ấy. Nếu cậu ấy còn không mạnh nữa thì chịu thôi. Giờ ta sẽ truyền cho cậu ấy một chút sức mạnh giúp cậu ấy trở nên mạnh hơn. Hy vọng chúng ta chọn đúng người. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Ta đang ở đâu đây? Mấy cái tên quái vật này là tên nào đây? Chúng ta không phải là quái vật đâu, chúng ta là những vị thần đấy. Chính chúa tể của chúng ta vừa cứu sống người, còn giúp người tăng sức mạnh nữa, mà người dám bảo chúng ta là quái vật ư? Hắn ta cũng nói đúng mà, trông chúng ta cũng có khác gì quái vật đâu. Lại anh bạn chính là người mà chúng ta chọn trở thành một vị anh hùng cứu cái trái đất này. Cái gì? Ta có thể trở thành một vị anh hùng ư? Làm sao ta có thể làm được điều đó? Bọn sờ kỳ bi toilet, bọn chúng vô cùng mạnh, một mình ta làm sao cân được đây? Cậu yên tâm đi, chúa tể vừa bán sức mạnh cho cậu đó. Sức mạnh của cậu đã tăng lên rất nhiều rồi. Thật ư? Ta có thể đi bảo vệ cái hành tinh này ư? Tại sao chúng ta cũng khá giống con robot thế này? Do cơ thể của cậu đã bị bọn chúng đánh vỡ vụn rồi, ta phải dùng củ sen để làm cơ thể mới cho cậu, nên cậu mới giống con robot đấy. Một thời gian nữa cậu sẽ trở nên linh hoạt hơn. Bây giờ cậu có thể đi giải cứu cái hành tinh rồi đó. Mấy cái con quái vật robot sớm chiếm thành phố của ta, bây giờ ta sẽ quay trở lại để trả thù các ngươi. Xin chào chúa tể, ta đi đây. Cái gì vậy? Cái gì vừa bay qua vậy? Là ta đây. Các ngươi đã tiêu diệt những người anh em của ta, đã sớm chiếm thành phố của ta, mà các ngươi vẫn còn sống thanh thản nhờ. Chúng ta đâu có sớm chiếm thành phố của nhà ngươi đâu, thì có nhầm không? Các ngươi đã quên ta rồi sao? Ta chính là cameraman năm xưa bị các ngươi sớm chiếm thành phố này đây. À, thì ra là cái tên bại tướng ư? Nhưng lần này hắn ta được trang bị thêm cả búa thoa, nâng cấp một số linh kiện mà lại dám quay về đây để đánh nhau với ta ư? Sức mạnh của ta tăng lên rồi. Búa thoa của ta phát sấm sét đó. Hôm nay ta sẽ thay trở hành đạo tiêu diệt các ngươi. Hừ, búa thoa ư? Ta sẽ dùng móng vuốt của ta chém bổ cái búa thoa đó. Để ta xem ai chém ai. Hãy xem tia sáng màu trắng của ta đây cho. Hãy xem búa thoa của ta đây, ta bổ các ngươi cho. Cuối cùng thì
một tên cũng bị tiêu diệt rồi. Hai tên, bây giờ chỉ có một tên thôi. Hãy xem sức mạnh của Kamenman ta đây. Cho hãy xem tia sáng màu xanh của ta đây. Ta bổ người, ta đấm người. Hãy những quỷ dạ xoa này, hãy những móng vuốt này. Ta đấm người. Đây chính là kết cục của những kẻ ác. Bây giờ ta phải đi giúp những thành phố khác tiêu diệt cái bọn Sở Kimi Toilet. Vậy là gần như chúng ta đã xâm chiếm gần hết cái hành tinh này rồi. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục xâm chiếm hành tinh khác thôi. Cái gì? Các người định đi xâm chiếm các hành tinh khác ư? Các người đúng là lòng tham vô đáy. Có Kamenman ta ở đây, các người đừng hòng nói chuyện ác. Đại ca, cái quái gì thế này? Đầu ra lại xuất hiện một con Kamenman cản đường chúng ta thế này. Tên kia, nếu ngươi không muốn chết thì hãy mau rời khỏi đây, nếu không ta sẽ tiêu diệt ngươi. Với sức mạnh của đội quân phóng độc và tay cưa chúng ta thì ngươi sẽ bị tiêu diệt trong vòng một lốt nhạc thôi. Muốn ta rời khỏi đây thì ngươi hãy hỏi cây búa trên tay ta đã. Kamenman, hãy xem tia laser của ta đây, ta bắn ngươi. Ngươi chạy đâu cho thoát? Hãy xem sức mạnh của Kamenman ta đây. Cho hãy xem tia laser của ta đây. Tia laser của ngươi cũng được đấy, nhưng không bằng sức mạnh của ta đâu. Vậy ư? Đúng là một tên phế vật không tự lực sức mình, như vậy mà cũng đòi bảo vệ cái hành tinh này. Không thể tin được, mấy cái bọn Sở Kimi Toilet, bọn chúng lại mạnh đến như vậy. Búa tho của ta, súng của ta, phản lực của ta đã bị chúng phá hủy rồi. Giờ ta phải làm sao để tiêu diệt bọn chúng đây? Hả? Tại sao lại có một tên giống hệt ta như vậy? Này cậu, cậu là ai? Tại sao cậu lại đến hành tinh của ta? Ta chính là Kamenman ở hành tinh trái đất. Ta bị bọn Sở Kimi Toilet đánh trọng thương và ta đã biến tới đây. Thì ra ngoài hành tinh của ta còn có những hành tinh khác nữa, và những hành tinh đó cũng có những Kamenman như ta vậy, và chúng ta có cùng số mệnh như nhau, đó là đều bị thương. Tại sao anh lại bị thương vậy? Ta cũng bị bọn Sở Kimi Toilet ở vũ trụ ta đánh bị thương. Nhìn ông cũng tội nghiệp như ta vậy, nhưng ít ra ta vẫn còn tay còn chân, đằng này ông còn mất tay rồi. Nhưng cho dù vậy, chúng ta vẫn chỉ là phế vật thôi, sức mạnh đã bị mất hết rồi. Không, cậu đừng có bi quan như vậy chứ. Tổ tiên ta có nói, khi hai cá thể mà giống nhau có thể hợp nhất lại trở thành một cá thể, lúc đó sức mạnh sẽ tăng lên. Cậu có muốn hợp thể với ta không? Ý kiến này cũng không tồi đâu. Chúng ta sẽ hợp thể lại và trở thành Kamenman mạnh hơn. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu hợp thể thôi. Wow, như vậy là chúng ta đã hợp thể thành công rồi. Lời đồn của tổ tiên là có thật. Bây giờ sức mạnh của chúng ta đã tăng lên đáng kể rồi. Vậy anh hãy cùng em đi tiêu diệt cái bọn Sở Kimi thế được không? Tất nhiên là được chứ. Chúng ta đi thôi. Kamenman, người bị thương rồi, người chạy đi đâu? Ôi dồi ôi đại ca ơi, con kia nó lại quay lại rồi kìa. Lần trước chạy mất cả dép rồi, lần này vẫn còn dám quay lại ư? À khoan, đại ca ơi, hắn ta được trang bị những vũ khí tối tân hơn. Có súng bắn tia laser này, ở những khớp chân có áo giáp, cánh tay có lá chắn khiên luôn. Ôi sao ơi, cho dù hắn ta có lâng cấp bao nhiêu lần đi nữa thì vẫn thua dưới tay chúng ta thôi. Kamenman, thật không ngờ hành tinh của cậu cũng có bọn Sở Kimi Toilet hống hách đến như vậy. Hôm nay ta sẽ giúp cậu tiêu diệt mấy cái tên này dám khinh thường Kamenman ta ư? Kamenman, người chạy đâu cho thoát? Cái gì? Vũ trụ này cũng có bọn Sở Kimi Toilet ư? Vậy thì ta phải liên minh với bọn chúng để tiêu diệt cái tên Kamenman này mới được. Mọi người, lại xuất hiện thêm một cái tên nữa kìa. Liệu hắn ta có phải là đồng bọn của cái tên Kamenman không? Không, ta chính là kẻ thù của hắn ta. Chúng ta hãy liên minh lại và chiến đấu với con Kamenman đi. Ôi sòi ơi, như vậy thì chúng ta như hổ mọc thêm cánh rồi. Còn Kamenman này chắc chắn bị tiêu diệt thôi. Anh Kamenman, tên này ở vũ trụ anh ư? Trông hắn ta xịn sò vậy. Ông đến đúng lúc lắm, hôm nay ta sẽ tiêu diệt ngươi luôn. Ngươi đến hết đây, hãy xem tia sáng màu xanh tới đây cho. Hãy tiếp nhà khoa học này, ta sẽ đấm ngươi, ta sẽ tạt ngươi. Cái búa của ta sẽ bổ vỡ một cầu của ngươi cho. Chiêu thức của ngươi ta đã đỡ hết rồi, không sợ ngươi đâu cho. Hãy đến mấy con phun độc này, ta bắn, ta đạp vào ngươi. Ôi không, cánh tay của ta cũng phá hủy rồi. Những cái tên da đen này không vào chúng ta đâu. Sự kết hợp của chúng ta vô cùng là hoàn hảo luôn, nhưng bây giờ chúng ta lại bị cụt tay rồi. Nhưng bọn Sở Kimi Toilet cũng đã bị tiêu diệt rồi, ta có thể nghỉ hưu được rồi.